Thưa quý vị và các bạn, khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay ngày 15 tháng 8 tại khu vực tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện. Hiện nay thì các cơ quan chức năng điều tra của tỉnh Điện Biên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều người dân sống ở xung quanh ngôi nhà số 197 cho biết, sáng nay bất ngờ nghe một tiếng súng nổ lớn vang lên. Bước đầu xác định có 3 người chết, trong đó có 2 người là vợ chồng. Nghe thấy tiếng súng đầu tiên nó bục kêu bố phát đấy, khoảng 7 giờ kém 15 gì đó. Chỉ nghe được một tiếng thôi. Sau đó có chạy ra xem thì có một chị chủ nhà thì bị bắn chết giữa cửa nhà luôn. Mà sau đấy có hàng xóm nghe chạy vào trong thì có 2 người chết ở trong nữa. Nhưng mà về sau có một người là đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ án. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đánh giá đây là một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các nạn nhân bị bắn chết với các vết đạn được xác định là bắn thẳng vào vùng đầu, với hung khí gây án được xác định là một khẩu súng quân dụng CKC. Từ đó có thể khẳng định, hung thủ ra tay có chuẩn bị và rất manh động. Hiện nay thì Công an tỉnh Điện Biên đang giao cho các lực lượng chức năng cùng với Viện Kiểm sát và Pháp y đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, rồi sẽ khám nghiệm tử thi và triển khai các cái biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.